Cuộc sống hạnh phúc xin thân ái chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị, thỉnh thoảng trong cuộc sống đầy áp lực hiện nay, bạn lâm vào tình trạng mệt mỏi, thiếu năng lượng để hoàn thành công việc. Một vài mẹo nhỏ sau sẽ giúp bạn lấy lại năng lượng một cách nhanh chóng. Bạn sẽ cảm thấy khỏe, phấn chấn và lạc quan hơn, yêu thích công việc hơn. Vậy, thay đổi thế nào để lấy lại năng lượng khi bạn đang cảm thấy mệt mỏi? Hãy thử vài cách đơn giản sau có thể giúp bạn thay đổi theo ý muốn, như đi bộ 10 phút mỗi ngày, bù nước cho cơ thể bạn và nhiều cách khác nữa. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Mẹo giúp bạn nhanh chóng xua tan mệt mỏi. Thỉnh thoảng trong cuộc sống đầy áp lực hiện nay, bạn lâm vào tình trạng mệt mỏi, thiếu năng lượng để hoàn thành công việc. Lấy lại năng lượng thế nào vừa nhanh vừa hiệu quả để cảm thấy khỏe, phấn chấn, yêu thích công việc? Hãy thử vài cách đơn giản sau có thể giúp bạn thay đổi theo ý muốn. Thứ nhất, đi bộ 10 phút mỗi ngày. Đi bộ là một trong những cách dễ nhất và hiệu quả nhất để tập thể dục. Đi bộ có thể giúp giảm nguy cơ huyết áp cao, bệnh tim, đột quỵ và đái tháo đường. Đi bộ cũng có thể tăng cường xương và cơ bắp, đốt cháy calo và cải thiện tâm trạng, chống lại stress. Hãy thử đi bộ 10 phút mỗi ngày trong một tuần. Đi bộ chậm trong một vài phút để làm ấm lên và sau đó đi bộ như chạy trong một vài phút để tăng hoạt động tim. Đi bộ chậm lại cho cơ thể thư giãn. Nếu bạn cảm thấy đi bộ thoải mái, sau đó dần dần tăng thời gian đi bộ nhiều hơn một chút mỗi tuần. Mục tiêu cuối cùng của bạn sẽ là 150 phút đi bộ nhanh cho mỗi tuần, tính ra khoảng 20 phút cho một ngày. Thứ hai, cải thiện vệ sinh giấc ngủ. Môi trường ngủ của bạn và các hoạt động dẫn đến giấc ngủ có thể giúp cho bạn nhận được một giấc ngủ ngon. Khắc phục điều đó bằng cách hoàn thiện vệ sinh giấc ngủ của bạn trong một tuần. Giải quyết để giữ một lịch trình giấc ngủ và thức đều đặn có thể cải thiện nhịp sinh học của bạn. Giữ phòng của bạn mát mẻ vào ban đêm và hạ ánh sáng đèn xuống thấp dễ chịu. Một tiếng rưỡi trước khi đi ngủ, tắt thiết bị điện tử như máy tính và tivi. Hạn chế uống rượu sau khi ăn tối, tránh ăn các thực phẩm, đặc biệt thực phẩm có vị cay vì nó có thể gây ra chứng ngợ nóng và khó chợp mắt. Thứ ba, tăng trái cây và rau trong khẩu phần ăn. Ăn trái cây và rau quả có thể giúp giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ và thậm chí có thể đóng một vai trò trong việc ngăn ngừa nguyên nhân phổ biến của các vấn đề thị lực. Lợi ích đến từ vitamin, khoáng chất và các hợp chất tự nhiên khác trong trái cây và rau. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chúng ta ăn 5 phần trái cây và rau mỗi ngày. Thứ tư, bù nước cho cơ thể bạn. Người lớn tuổi khỏe mạnh nên được tiêu thụ từ 6 đến 8 ly chất lỏng mỗi ngày để bù nước cho cơ thể và để giữ cho mọi hệ thống trong cơ thể hoạt động tốt. Tăng cường các loại thực phẩm giàu nước như súp, trái cây và rau quả để bù thêm lượng dịch. Thứ năm, không hút thuốc lá và hạn chế tối đa bia rượu. Có thể thuốc lá và bia rượu hỗ trợ bạn phấn chấn trong một thời gian nhất định, nhưng sau đó lại lấy đi nhanh nguồn năng lượng sung mãn của bạn. Thử tránh xa chúng một thời gian để làm sạch cơ thể bạn. Bỏ được hút thuốc lá lại càng tốt. Thứ sáu, lắng nghe nhu cầu cơ thể bạn. Nghe nhạc, bơi lội, tắm vòi hoa sen, đi shopping, tiếp xúc tương tác với bạn bè và trao đổi những chuyện vui vẻ có thể mang lại cảm xúc tích cực cho cơ thể bạn một cách nhanh chóng. Mm-hmm.
Đi bộ 15 đến 30 phút một ngày, 10 tác động kỳ diệu lên cơ thể mà nếu không xem, bạn sẽ không tin. Chúng ta có thể đi bộ mỗi ngày, nhưng lại chưa ý thức được việc cần phải đi bộ đều đặn để thay đổi sức khỏe. 10 điều kỳ diệu sẽ diễn ra trong cơ thể nếu bạn đi bộ 15 đến 30 phút mỗi ngày. Bạn có thể đã nghe đến câu nói nổi tiếng của Hippocrates: đi bộ là loại thuốc tốt nhất của nam giới. Trong khi các chuyên gia sức khỏe khẳng định rằng, nếu bạn duy trì việc đi bộ kết hợp với giấc ngủ ngon và chế độ ăn uống lành mạnh, thì một kết quả là bạn tránh hoàn toàn được việc phải đi gặp bác sĩ. Chỉ cần bạn cố gắng dành ra khoảng thời gian ngắn 15 đến 30 phút để đi bộ mỗi ngày, có thể cải thiện đáng kể tổng thể vóc dáng cơ thể mà còn thay đổi bản chất sức khỏe của bạn nữa. Đi bộ thì không tốn kém, nó hoàn toàn miễn phí, dễ dàng và chỉ đòi hỏi ít nỗ lực. Đây là danh sách 10 thay đổi kỳ diệu nếu bạn chịu khó đi bộ mỗi ngày. Thứ nhất, những thay đổi rất tích cực ở vùng não. Một số nghiên cứu cho thấy, các bài tập thể dục nhẹ có tần suất thấp như đi bộ có thể ngăn ngừa chứng mất trí nhớ, giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, cải thiện sức khỏe tâm thần tổng thể. Chưa kể đến việc giảm căng thẳng tinh thần và duy trì mức endorphin cao hơn. Thứ hai, cải thiện thị lực. Mặc dù đôi mắt có vẻ như là một bộ phận cuối cùng được kết nối với chân, nhưng đi bộ thực sự cũng có lợi cho sức khỏe của mắt. Thậm chí, hoạt động này còn có thể giúp chống lại bệnh tăng nhãn nếp thông qua việc giảm áp lực ở mắt. Thứ ba, phòng chống bệnh tim mạch. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, việc đi bộ mang lại tác dụng không kém gì hơn so với việc chạy, khi đề cập đến công tác dự phòng bệnh tim hoặc đột quỵ. Hoạt động này giúp tránh các vấn đề về tim mạch bằng cách điều chỉnh và hạ thấp huyết áp, giảm mức cholesterol và cải thiện tuần hoàn máu. Thứ tư, tăng thể tích phổi. Đi bộ là một bài tập giúp làm tăng lưu lượng oxy trong máu và giúp huấn luyện và tăng cường chức năng hoạt động của phổi, đồng thời loại bỏ độc tố và chất thải. Trong quá trình đi bộ và hít thở đều, nhịp thở được duy trì tốt hơn và sâu hơn, sẽ giúp một số triệu chứng liên quan đến bệnh phổi có thể thuyên giảm. Thứ năm, tác dụng có lợi trên tuyến tụy. Một thực tế có thể khiến bạn cảm thấy khó tin, nhưng đi bộ là một hoạt động thể dục được xem là một công cụ hiệu quả hơn trong việc ngăn ngừa bệnh tiểu đường so với chạy. Nghiên cứu cho thấy, một nhóm người đi bộ đã chứng minh rằng sự dung nạp glucose đã được cải thiện gấp 6 lần so với nhóm người chạy thường xuyên trong khoảng thời gian 6 tháng. Thứ 6, cải thiện hoạt động của hệ tiêu hóa. 30 phút đi bộ mỗi ngày không chỉ có thể làm giảm nguy cơ ung thư đại tràng trong tương lai, mà còn cải thiện chức năng tiêu hóa và loại trừ táo bón. Đi bộ giúp cho ruột hoạt động hiệu quả hơn, nên sẽ đẩy chất thải ra ngoài một cách tự nhiên và đều đặn. Thứ 7, cơ bắp săn chắc. Đi bộ là một giải pháp tăng cường sức mạnh cơ bắp, giúp cơ bắp săn chắc và mang lại hiệu quả lớn trong việc giảm cân, trong trường hợp thừa cân. Thực hành đi bộ 10.000 bước một ngày có thể được tính là một buổi tập luyện thực tế trong phòng tập thể dục. Đặc biệt, nếu bạn duy trì việc tăng thêm một khoảng thời gian hoặc đi bộ lên dốc. Ngoài ra, tác động của việc đi bộ thường thấp nên sẽ không khiến cho bạn bị đau cơ bắp. Thứ 8, giúp xương và khớp chắc chắn khỏe mạnh hơn. Đi bộ có thể làm cho khớp vận động nhiều hơn, ngăn ngừa hiện tượng thất thoát khối lượng xương và thậm chí có thể làm giảm nguy cơ gãy xương. Nên đi bộ thường xuyên ít nhất 30 phút mỗi ngày một cách chăm chỉ để giảm đau ở các khớp xương, tăng độ cứng và giảm viêm. Thứ 9, làm giảm đau lưng. Đi bộ có thể trở thành một trong những hoạt động thực sự tiết kiệm cho những người bị đau lưng so với các bài tập có tác động mạnh hơn. Vì đó là hoạt động có tác động thấp nên nó sẽ không gây ra nhiều đau đớn hoặc khó chịu như chạy hoặc các bài tập khác. Đi bộ góp phần lưu thông máu tốt hơn trong các cấu trúc cột sống, đồng thời có thể cải thiện tư thế và tính linh hoạt, là yếu tố quan trọng cho cuộc sống khỏe mạnh. Thứ 10, duy trì tâm trí bình tĩnh hơn. Nghiên cứu cho thấy,
Đi bộ có thể cải thiện các triệu chứng trầm cảm ở những bệnh nhân có rối loạn trầm cảm lớn. Chỉ cần tưởng tượng nó dễ dàng như thế nào có thể giúp chúng ta đối phó với cảm giác xuống hoặc kiệt sức. Một chuyến đi vui vẻ với một người bạn hoặc một người thân yêu sẽ tăng nhanh các hiệu ứng hạnh phúc và cải thiện tâm trạng của bạn. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.